Sáng nay, lực lượng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra và phát hiện gần 30 tấn thực phẩm ôi thối tại địa bàn huyện Thường Tín. Kiểm tra trong hai kho đông lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Nguyên trụ sở tại 180 phố Ga, thị trấn Thường Tín, cơ quan chức năng phát hiện hơn 20 tấn châu bò đã sơ chế. Ngoài ra còn phát hiện hơn 6 tấn mỡ và da châu bò tại các kho khác đã có dấu hiệu bốc mùi. Chủ lô hàng này là Nguyễn Xuân Điệu, sinh năm 1970, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Theo lời khai ban đầu thì toàn bộ số chân châu bò sau khi sơ chế sẽ được đóng bao bì nhãn mác để cung cấp cho các nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh để làm lẩu. Còn mỡ bò sẽ dùng cho các thiết bị bôi trơn.